bạn có sẵn sàng bán ngôi nhà 5 tỷ, 6 tỷ của bạn ở trong thành phố để mà đi mua 4 cái nhà khác ở khu vực ven đô hay không? Quý vị và các bạn thân mến, thì rất nhiều cái ngôi nhà ở trong thành phố không phát huy được công năng của nó, cho thuê cũng chỉ được 4-5 triệu một tháng, cùng lắm 6-7 triệu một tháng, không giúp chúng ta giàu hơn cho công việc của chúng ta, không giúp cho cuộc sống của chúng ta được sung sướng hơn. Nhưng anh chị em thân mến, thì các bạn hãy hình dung rằng nếu các bạn quyết định là ngày hôm nay bạn quyết định bán cái ngôi nhà trong trung tâm thành phố của bạn đi để bạn mua 3 mảnh đất ở ngoài ven đô, 4 mảnh đất ở ngoài ven đô, hay là thậm chí là 5 mảnh đất ở ngoài ven đô, nó chỉ khoảng 1 tỷ hay là 700 triệu một mảnh, 500 triệu một mảnh hay là tỷ rưỡi một mảnh, bạn mua hoàn toàn bạn mua được mấy cái nhà. Và rõ ràng là mấy cái nhà mà khả năng nó lên giá của nó sẽ tốt hơn một cái nhà ở trong nội đô. Và trong các video trước thì tôi xin đã chia sẻ với anh chị em là để truyền cảm hứng cho anh chị em những câu chuyện mà rất tình cờ, để mà chúng ta có cái nguồn cảm hứng mà chúng ta bán cái ngôi nhà chúng ta đang ở trong nội đô này đi để mà mua ra khu vực ven đô. Anh chị em thân mến, là một cái ngôi nhà trong nội đô này không bao giờ, rất khó khăn, nó có lên rất khó khăn để mà lên được gấp đôi, gấp ba, từ 3 tỷ lên được 10 tỷ thì rất khó khăn. Nhưng mà 4-5 cái ngôi nhà ở khu vực ven đô này, khu vực ngoài thành phố này, nó có sẵn sàng làm cho tài sản của chúng ta lên gấp 3-4 lần. Anh chị em thân mến, cái nhà này có thể nó lên được gấp đôi, nhưng cái nhà này lên gấp 3, cái nhà này lên gấp 5, cái nhà này không lên giá, thì rõ ràng là tài sản của chúng ta khi chúng ta bán một cái nhà này đi mua 4-5 cái nhà khác thì chắc chắn là tài sản của chúng ta sẽ được nhân lên. Và 4-5 cái nhà này chúng ta lại tiếp tục cho thuê. Anh chị em thân mến, là nó tạo ra chúng ta một cái dòng tiền rất là lớn. Và rõ ràng là trong cuộc sống ở trong nội đô chưa chắc là không thể sung sướng bằng cuộc sống ở ngoài đô thị, làm cho chúng ta tài sản của chúng ta nhân lên gấp đôi, gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần trong thời gian 5 năm, 10 năm tới. Anh chị em nào có tài sản, có ngôi nhà ở ngoài trung tâm thành phố, ở trong trung tâm thành phố trị giá khoảng 4 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ mà không phát huy được tác dụng của nó, không dùng để kinh doanh hay cho thuê được ít, chúng ta hãy bán đi, mua nhà ở ven đô để mà tài sản của chúng ta gia tăng lên trong thời gian 5 năm, 7 năm, 10 năm tới, và chúng ta sẽ trở nên cái nhà này từ 3 tỷ, từ 5 tỷ nó sẽ lên thành 15 tỷ khi chúng ta sử dụng ra ven đô trong thời gian 5 năm, 10 năm tới, hoặc là 15 năm tới, mà giúp chúng ta trở thành triệu phú. Thì các bạn hãy bán cái ngôi nhà này đi để trong vòng 10 năm tới chúng ta trở thành triệu phú đô la. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của trước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video tiếp theo.